Là đơn vị mới được thành lập trong đội hình các lữ đoàn tên lửa bờ của Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 682 được biên chế, thế hệ vũ khí trang bị hiện đại, đã nhanh chóng tổ chức học tập, làm chủ qua nhiều giai đoạn. Với tinh thần tích cực, chủ động, trình độ kỹ năng của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 682 đến nay đã được chuyên gia bạn ghi nhận, đánh giá cao, bước vào giai đoạn tự chủ và độc lập trong khai thác vũ khí trang bị, sớm bắt nhịp vào đội hình chiến đấu. Cơ sở doanh trại được đầu tư, xây dựng mới khang trang đồng bộ, cùng trang bị vật chất kỹ thuật khá đầy đủ là thuận lợi ban đầu với một đơn vị mới thành lập. Cán bộ chiến sĩ trong khung huấn luyện của Lữ đoàn 682 được lựa chọn từ các đơn vị tên lửa bờ có nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản với trình độ chuyên môn sâu, sẵn sàng đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng đơn vị. Tuy nhiên, để khắc phục tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm công tác chưa nhiều, đội ngũ cán bộ huấn luyện của Lữ đoàn đã tập trung biên dịch, biên soạn tài liệu, củng cố trình độ tiếng Nga, tin học để hỗ trợ công tác học tập làm chủ. Những cán bộ trẻ như Đại úy Nguyễn Văn Khải đã tự tin đứng lớp, giảng các nội dung kỹ thuật chuyên sâu. Các cái kiến thức nền, các kiến thức cơ bản khi chúng tôi được huấn luyện tại Liên bang Nga cùng với chuyên gia, thì chính nhờ những cái kiến thức nền và kiến thức cơ bản đấy, chúng tôi tiếp tục tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao và mở rộng các cái kiến thức mà mình đã có, làm cái cơ sở để huấn luyện tại đơn vị và nâng cao cái chất lượng huấn luyện tại đơn vị. Xác định công tác huấn luyện làm chủ và sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn 682 đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo và sơ tổng kết hàng tháng hàng quý. Nhờ vậy, công tác huấn luyện làm chủ đã trải qua 4 giai đoạn, từ huấn luyện chuẩn bị tiếp nhận vũ khí trang bị tại Học viện Hải quân và Lữ đoàn 681 vùng 2 Hải quân, huấn luyện chuyên sâu cả lý thuyết và thực hành tại Liên bang Nga theo chương trình của bạn, huấn luyện khai thác sử dụng và chuyển giao công nghệ, và nay là giai đoạn thứ tư. Đó là đơn vị lập kế hoạch và tổ chức huấn luyện phù hợp với trình độ làm chủ và yêu cầu nhiệm vụ của trên. Các kíp chiến đấu, các đồng chí trắc thủ đã nắm chắc cái vũ khí trang bị kỹ thuật của mình quản lý, và các vị trí cũng như kíp trắc thủ đã độc lập khai thác được vũ khí trang bị kỹ thuật tại vị trí mình quản lý. Các kíp chiến đấu đã tiến tới huấn luyện hiệp đồng giữa các đơn vị đội trạm và hiệp đồng giữa các đơn vị khác ở trong vùng cũng như là trong quân chủng. Quá trình học tập nhiều cấp, nhiều tháng cả trong và ngoài nước đã đem đến cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ các đơn vị tên lửa bờ tác phong làm việc nhanh nhẹn, chuẩn xác, tính chính xác, tỉ mỉ, cẩn thận và tinh thần yêu ngành, say nghề. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện.